em chào mình em đã quay trở lại với em Tùng Audio Hải Dương. Đây là dòng mic JBL sao, một trong những phiên bản mic không dây chất lượng cho anh em S850. Trong những ngày vừa qua thì cái phiên bản mic không dây S850 này nhận được rất nhiều sự chú ý của anh em khách hàng. Và đặc biệt là bên cả anh em vẫn đang có một mức giá hấp dẫn nhất cho anh em tiêu dùng. Khi các anh em cần mua dòng mic JBL S850, mẫu mic hàng sản phẩm chính hãng của JBL, các bác đến ngay cửa hàng Tùng Audio Hải Dương, chắc chắn là các bác sẽ cảm thấy hài lòng với mức giá thành bên cả anh em đang để cho anh em khách hàng. Và đây là một trong những bộ sản phẩm mic mà em nhận thấy là âm thanh rất là vượt trội, khỏe về sóng, âm thanh tiếng dễ hát và có độ linh tiếng và chép rất là sáng. Khi chúng ta cất lời ca tiếng hát của mình, các bác sẽ nghe được cái âm thanh hiệu quả tốt nhất tới từ những bộ sản phẩm mic không dây, và đặc biệt là dòng mic JBL sao S850. Hôm nay thì em Tùng tiếp tục làm được cái dòng mic này để phục vụ anh khách hàng. Chúng ta đang đi lựa chọn những cái phiên bản mic không dây trên thị trường, chúng ta có thể lán lại và với video ngày hôm nay của em Tùng để có thêm một cái sự trải nghiệm phòng hát gia đình tốt nhất với dòng mic JBL S850. Ngay bây giờ thì cùng anh em kiểm tra tính năng và chất lượng âm thanh của bộ sản phẩm mic không dây JBL S850 các nhá. Đây là hình thức thiết kế của phiên bản mic không dây S850 thì các bác đã được nhìn thấy với thiết kế giao diện đẹp mắt. Đây là phiên bản mic công nghệ cao và là một trong phiên bản mic cao cấp của nhà phân phối JBL. Chơi gia đình nhưng anh em có thể lựa chọn vào những cái mục đích sử dụng khác nhau, như là chơi phòng trà hay làm sự kiện party nhỏ nhỏ đều được cả. Với chế độ phủ sóng ra em thấy là khá là tốt để anh em có thể lựa chọn với chế độ phủ sóng từ 35 cho đến 40m. JBL S850 sẽ sử dụng các phím tính năng thao tác trên mặt bộ thu các nhá, tăng giảm âm lượng, chuyển đổi tần số. Các bác thao tác cho em bên góc tay trái sẽ là phần để chúng ta tăng giảm âm lượng mic A, mic B tùy ý. Chế độ set tần số thì chúng ta nhấn vào đây để chúng ta dò cái tần số và chuyển đổi các tần số thủ công. Đấy, chúng ta di chuyển bằng hai mũi tên lên và xuống. Đấy, khi mà các anh em đặt hàng thì các bác không phải lo lắng gì cả, bên em sẽ hỗ trợ setup và cài đặt luôn cho anh em các tần số âm thanh chuẩn nhất để các bác nhận hàng về là cứ thế. Ghép đối với các thiết bị âm thanh cơ bản như là âm ly, ghép vang, mixer, loa kéo, chúng ta trải nghiệm âm thanh ngay lập tức thôi. Hai dâu anten phía sau thì theo em đã nói đây là một cái dòng mic các bác sóng rất là khỏe, mặc dù là gia đình thôi nhưng mà 30 đến 40 mét thì thoải mái rồi, các bác cứ có thể là yên tâm lựa chọn dòng mic JBL 850 và công việc mục đích khác đấy, ví dụ như phòng trà, sự kiện nhỏ nhỏ. Ok, và đây thiết kế của phần tai mic JBL 850, chắc hẳn là anh em cũng thích cái thiết kế tai mic như thế này phải không ạ? Em thì em rất thích cái phiên bản màu, bởi vì đây là một cái màu rất là sang, màu xanh đá các nhá. Một trong những màu đắt, rất là đắt tiền, kể cả là các thiết bị âm thanh hay các cái thiết bị hay là những cái sản phẩm mà liên quan đến cái màu này thì thường thường nó sẽ đắt hơn so với những cái màu sắc còn lại, đúng không ạ? Là một trong màu cực kỳ sang và là màu này thì chống hen gì rất là tốt rồi, không bao giờ có hen gì đâu các nhá. Sử dụng lâu dài nó vẫn như là mới luôn. Cái màu này thực sự nó là cái màu rất là lạ, đúng không ạ? Đây gọi là màu xanh đá, nó có thể gọi là nó trường tồn theo thời gian đi các bác nhá. Và thiết kế thứ hai nữa của phần tay mic S850 và em cảm thấy hài lòng đó là thiết kế tay thon, và phần tay nó rất là dài. Khi chúng ta cầm lên chúng ta sẽ thấy ngay đó là gì ạ, là sự thoải mái với cái chế độ tay mic nó thiết kế dài như thế này, và vẫn nặng các bác nhá, không phải là nhẹ đâu. Tay mic thon nhưng mà những cái dòng mic không dây đắt tiền thì đa phần họ sẽ thiết kế rất là nặng, để chúng ta cầm lên làm sao để anh em mình cầm lên chúng ta thấy cảm giác nó vừa phát, nó thoải mái, không nhẹ quá. Nhiều con mic mà cầm nhẹ quá thì chúng ta cảm thấy là nó không thoải mái đâu. Đấy, nhưng mà những cái dòng mic mà cầm lên nó nặng tay, nó chắc tay như thế này thì chắc chắn rồi chúng ta sẽ có ngay một cái chế độ cầm mắt cầm mic mà thoải mái và tự tin. Đấy, và trên phần tay mic của JBL 850 thì đương nhiên cũng sẽ có thêm một cái tính năng đó là tự ngắt để đảm bảo sử dụng lâu dài, bền bỉ, tiết kiệm pin hơn cho anh em. Bây giờ thì cùng anh em bắt tay nghe và trải nghiệm âm thanh đến từ dòng mic JBL 850, mẫu mic không dây cao cấp chính hãng của JBL nhá. Ở đây. Một tay 56. Để các bác nghe âm thanh chưa ạ? Rất chất lượng, chi tiết, tiếng thanh ngọt. Thực sự là cái dòng mic này nó rất là lịnh tiếng các bạn, và không có độ rú rít xảy ra đâu, mặc dù em ngồi rất gần loa. Đấy, mic em có thể là chĩa 360 độ này, các bác thấy chưa ạ? Đây, một thay 5 6 7 8 9 7. Một thay 5 6 7 8 9 7. 5 6 7 8 9 7. Anh em nào mà thích những cái dòng mic mà tiếng lịnh thì chúng ta lên sở hữu cho mình dòng JBL 850. Tiếng này thì rất là thanh, sáng tiếng, cũng như là có cái chế độ lịnh tiếng. Thực sự là khi chúng ta cất lên được cả tiếng hát, những anh em nào mà hát kém, hát yếu mà chúng ta muốn có con mic mà nó khỏe khỏe tiếng, mic một tí này, tiếng sáng sáng một chút này, hoặc là có cái độ lịnh tiếng thì đừng bỏ qua dòng JBL 850, bởi vì đây là con mic nó quá tuyệt vời cho giọng hát nếu như anh em muốn hát theo kiểu là lịnh tiếng. Còn những anh em mà muốn hát thực tiếng thì chúng ta sẽ sử dụng những cái dòng mic mà nó tiếng thật hơn, nó dày dày bát hơn. Nhưng mà quan điểm cá nhân em thì cũng con mic nào càng lịnh tiếng thì càng dễ hát, đúng không ạ? Đây đây, 1 2 5 6 7 8 9 7 5 6 7 8 9 7. Rất tuyệt vời đúng không ạ? Dòng mic JBL 850, sự lựa chọn hoàn hảo cho anh em người tiêu dùng.
Và ngày hôm nay thì bên em Tùng Audio lên sóng cho anh em dòng mic JBL 850 S850 là cái dòng mic hàng chính hãng, nên anh em cứ yên tâm đi ạ. Khi các bác anh em đặt hàng tại cửa hàng em, các bác được quyền kiểm tra hàng trước thanh toán, được mở phần hộp hình thức bên ngoài ra, kiểm tra các linh phụ kiện đầy đủ, lắp vào dàn máy âm thanh gia đình, alo được tiếng mic, thanh toán cho bên em đấy. Và nếu như anh em đang có nhu cầu sở hữu cho mình những cái bộ sản phẩm mic công dây chất lượng cao cấp như JBL 850, các bác liên hệ trực tiếp bên em Tùng Audio Hải Dương theo số điện thoại bên dưới màn hình 0979629336, đặt hàng ngay và hưởng ngay mức giá ưu đãi đặc biệt với tất cả trang bị âm thanh, và đặc biệt là với dòng mic JBL 850 trong ngày hôm nay. Thì trong em xin dừng lại tại đây, và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio Hải Dương. Xin chào các bác.